Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hồng Thanh Nhật Bãi. Vâng các bác ơi, ngày hôm nay thì Hồng Thanh lại gửi đến các bác một mẫu bếp, đó là thương hiệu Osaka Ga. Cái này thì nó thuộc là dòng giọt nước các bác ạ, rất là đẹp, vô cùng là đẹp luôn. Đây em sẽ quay thành bát trước để các bác có thể theo dõi một chiếc bếp thương hiệu Osaka Ga. Nó đẹp long lanh luôn các bác nhé. Đấy. Độ mới thì còn tới 95-96% độ mới các bác ạ. Và đây giọt nước cần của nó này, cần gạt lửa này, rất là đẹp, vô cùng là đẹp. Ở dưới này thì nó cũng có một cái ánh kim tuyến rất là đẹp luôn này. Đó. Thành vách thì không thể chê vào đâu được các bác nhé. Cái này đời là đời 17 các bác ạ, rất là đẹp. Và bề mặt đường trên của bếp là mặt kính này, mặt kính ô vuông này các bác này. Đấy, các bác thấy rất là đẹp luôn. Vuông thành sắc cạnh vô cùng là đẹp này. Và bo lửa của dòng bếp này nó thuộc dòng nhôm nguyên khối các bác nhé. Ở trên thì có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này. Họng thì nó là thuộc dòng họng đúc các bác ạ. Cái dòng này thì vô cùng là bền. Đấy, nồi đồng cối đá vừa bền vừa đẹp. Đó các bác thấy đó. Cái bề mặt của nó vô cùng là đẹp luôn này. Không thể chê vào đâu được các bác ạ. Và ở đây thì nó có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng. Và có chế độ là nấu cơm và nấu cháo ở bên này các bác nhé. Còn bên này là có phím ấn 3S này. Ở đây thì nó có chế độ là nấu nước hẹn giờ 5 phút 10 phút này. Tăng cái nhiệt độ từ 140 lên 200 để các bác có thể là chiên rán được nhanh này. Đó, còn đây là hẹn giờ của hai bếp nấu các bác ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Một chiếc bếp thương hiệu Osaka Ga. Ở trong thì là vị nướng. Đấy, vị nướng thì đều là inox, còn khay là nhôm các bác nhé. Đấy, nhôm zin của người Nhật. Cái này thì nó là thuộc hai tầng lửa các bác ạ. Trước khi mà em đưa lên video cái bếp này thì em đã test về chức năng cảm biến cũng như là các cái chức năng ở đây, nó đã trở lại hoạt động bình thường rồi các bác nhé. Thì em mới gửi lên video để cho các bác theo dõi. Cái này thì ngọn lửa của nó vô cùng là xanh. Vâng, ngày hôm nay thì bây giờ là đã 7 giờ tối rồi các bác ạ. Thì nhà em đã hết mất ga. Nói chung là bình ga đã hết rồi, cho nên là em không thể test lửa được nữa. Còn lúc chiều thì đã test rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì hết ga rồi, em không test được các bác nhé. Cho nên các bác không thể thấy được. Nhưng mà cái dòng lửa của cái bếp này thì vô cùng là đẹp, rất là đẹp. Và nó vừa xanh lửa mà lại to lửa. Đấy. Thì các cái chức năng ở đây thì nó đã trở lại hoạt động bình thường. Đấy. Em đã test rồi các bác nhé. Ở đây thì nó là cái nơi để đựng pin. Đấy. Trước khi mà pin gần hết thì nó sẽ có bóng đèn ở đây. Nó sẽ báo về cái dấu hiệu nhấp nháy để cho các bác thay pin vào. Và cái dòng bếp này thì các bác biết là nó rất là nhiều ưu điểm. Tức là khi mà các bác đang nấu, chẳng may mà nước nó sôi trào ở trên cái bề mặt nồi xuống cái mặt kính này, thì hai cảm biến nhiệt này nó sẽ tự động ngắt lửa và khóa ga các bác nhé. Đó là một cái ưu điểm đầu tiên. Và cái ưu điểm thứ hai là khi mà các bác đang nấu như thế này mà chẳng may ngọn lửa gió nó thổi qua, nó tắt cái lửa của mình đi, thì trong vòng 5 giây sau bếp sẽ tự động khóa ga lại các bác ạ. Đó là cái an toàn thứ hai của cái dòng bếp này. Và cái an toàn thứ ba là khi mà các bác kho cá kho thịt ở trên bếp đấy, mà các bác có công chuyện đi ra ngoài, hay là chiều đến chị em phải đi đón con đi học về này, hoặc là tắm rửa cho con, giặt giũ quần áo đấy, các bác không nhớ đến thì các bác cũng không sợ là bị cháy thức ăn và cháy nồi các bác ạ. Bởi vì cái dòng cảm biến nhiệt này nó sẽ luôn luôn đo cái nhiệt độ của đáy nồi. Khi mà nhiệt độ đáy nồi của mình lên trên 200 độ thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Đó là một cái dòng bếp mà nó vô cùng là thông minh, an toàn, bảo đảm phòng chống được cháy nổ đấy. Và nó lại có những cái chức năng ở đây để cho các bác sử dụng, nó vừa an toàn mà lại tiết kiệm được ga cho gia đình nhà mình các bác nhé. Một lúc các bác thể là nấu được rất là nhiều món thức ăn. Ở trên thì các bác lại chiên xào này đấy, nấu canh này. Ở dưới thì các bác nướng này đấy, chẳng hạn như là tôm, cua, cá, thịt. Khi mà các bác nướng thức ăn vào đây thì các bác thể là lấy cái khay này ra đấy, lấy cái vĩ cái khay này ra để các bác vệ sinh trước khi nướng. Và sau khi mà các bác nướng được thức ăn rồi thì các bác cũng lấy ra để vệ sinh đi. Nó rất là an toàn, vô cùng là an toàn luôn. Và trước cái lò nướng này thì nó đều có một cái tấm kính nhỏ để mình nhìn được vào trong.
mình thấy được cái thức ăn của mình nó chín vàng rồi thì bác lại lấy ra lật lượt dưới lên cho nó vàng đều, nó ngon thức ăn các bác nhé. Đó là một cái dòng bếp mà nó thông minh, an toàn, phòng chống cháy nổ cao. Vâng, cái này thì đời là đời 17, rất là cao luôn. Và bây giờ em sẽ đưa ra luôn giá thành để các bác có thể là theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình các bác nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 5.200.000 đồng. Đó, bác nào mà có nhu cầu sở hữu về cái dòng bếp VIP này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716, hoặc là các bác chụp lại gửi vào Zalo cho em. Zalo của em cũng là số này các bác nhé, cũng là 0336148. Vâng, trước khi mà các bác mua bếp bên em thì bên em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Và khi mà các bác mua bếp bên em thì các bác sẽ là cọc trước cho bên em 500. Đấy, để bên em lấy lộ phí gửi đi cho các bác. Và khi mà bên em gửi bếp đi thì bên em lại test lại một lần nữa. Và sau khi mà shipper họ đem hàng đến cho các bác thì các bác sẽ là mở thùng ra để bác kiểm tra. Tức là một chiếc bếp như thế này ở bên em không hề bị chảy xước ở đâu, không bị nứt dạn vỡ ở đâu. Đấy, thì các bác với nhận hàng các bác nhé. Còn khi mà đã có những cái vết chảy xước mà bên em không nói đấy, hoặc là bị dạn nứt hoặc là vỡ, thì các bác sẽ không nhận hàng, sẽ cho hàng quay trở về các bác nhé. Đó là bên em sẽ có một cái uy tín là làm phải chắc chắn cho người tiêu dùng. Khi mà mua bếp về thì chỉ cần cặm dây ga vào là các bác nấu thôi. Đấy, cho nên là các bác khi mà mua bếp bên em thì các bác cứ yên tâm. Và đến đây thì em Thinh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.